Cảm ơn quý vị bạn nhân làn sóng của chúng tôi trở lại phần 2 trong chương trình. Thì hồi nãy chị Hồng Đào có thưa về mà cho khán giả biết về một số sơ lược về vở kịch Những Mảnh Tình. Thì tụi anh có nói rằng là nếu mà quý vị chưa xem thì quý vị hãy nên mua cái DVD ở những nơi có thể là phát hành, là giống như trung tâm Asia đúng không ạ? Trung tâm Asia là đại diện phát hành. Dạ, thì quý vị nên coi. Đó là một cái vở kịch rất là hay, và vở kịch đó em đứa biết là đầu tay của vở kịch dài, đầu tay của anh chị đúng không ạ? Dạ vâng. Thì bây giờ đó là em được biết rằng là ngày 31 tháng 5 này là nhóm kịch Quang Minh Hồng Đào sẽ làm thêm vở kịch thứ hai đúng không ạ? Đẻ đứa con thứ hai đúng không ạ? Là 100 ngày yêu đúng thì rồi. Bây giờ đó là em phải nhường lời lại cho anh Quang Minh với chị Hồng Đào. Thưa rồi tới phần quảng cáo tới Phương Anh. Cái thứ quý vị là quý vị cũng biết là tính của Quang Minh là nhát lắm, nhát nhưng mà thích làm xong thành công nó vui lắm. Cũng giống như là cái Những Mảnh Tình vừa rồi, Quang Minh rất thành công, vui lắm. Thì sau 3 năm thì anh với chị Đào mới hoàn hồn tịnh tâm lại, bắt đầu cho ra một vở mới, là một vở là 100 ngày yêu. Tại sao 100 ngày yêu? Yêu có 100 ngày rồi thôi hay sao, hay là sao? Cái phần lát Hồng Đào sẽ nói. Rồi. Thì cái vở 100 ngày yêu này quý vị sẽ được trình diễn vào ngày 31 tháng 5 tại Rạp Rose Center. Rạp Rose này nhiều người nghe thấy nó hơi là lạ, nhưng mà nói tới thì ai cũng biết. Hết. Yeah. Thì cái Rạp Rose này quý vị nó nằm khít bên tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Đó là như vậy. Thì lần này thì Quang Minh cũng hứa với quý vị cái vở này cũng không kém phần hấp dẫn, giống như là Những Mảnh Tình. Nó sẽ có gay cấn lắm. Thì nếu như quý vị đã thương thì hãy đến với Những Mảnh Tình, đến với 100 ngày yêu rồi sẽ được trình diễn vào ngày 31 tháng 5. Còn về nội dung thì có lẽ Hồng Đào có thể chắc mời chị trình bày. Tại vì tụi anh thắc mắc là tại sao có yêu có 100 ngày. Rất nhiều người thắc mắc cái điều đó. Thì thưa với quý vị khán giả, với lại nói chuyện với tụi anh là như thế này, đây là lần đầu tiên ban kịch Quang Minh Hồng Đào sẽ đưa khán giả hải ngoại vào một cái sự huyền bí của thế giới bên kia. Tức là cái vở kịch nó sẽ đưa quý vị vào cái thế giới huyền bí của cái thế giới bên kia. Tức là hiện giờ tất cả mọi người chúng ta đều có một cái quan niệm là mình đang sống cái thế giới hiện tại. Và chung quanh ta có một cái thế giới bên kia, thế giới thứ ba. Thế giới thứ ba, tức là tin hay không tin, giả thuyết hay không giả thuyết, thì bây giờ cái thế giới đó vẫn còn hết sức là ở trong trí tưởng tượng của mọi người. Hoặc là khoa học đã có chứng minh tất cả mọi thứ. Thì nó huyền bí, cho nên vì sao nó có một cái từ 100 ngày yêu. Thì cũng như tụi anh và quý khán giả biết là khi mà một người thân mình sắp ra đi thì người ta vương vấn là trên cái cõi trần này 7 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày để người ta có thể là người ta nói cho những người thân ở lại những cái điều người ta chưa kịp nói, hay làm một cái gì đó để cho người thân là người ta chưa kịp làm, chẳng hạn chưa kịp nói I love you với đứa con gái, hoặc là chưa có thể là ủi cho chồng một cái áo, thì người ta chưa làm điều đó thì người ta vương vấn lại cho 100 ngày đó để người ta làm tất cả những việc trước khi người ta đi. Và những người ở lại, tức là người ta cũng không biết cách nào để người ta níu kéo cái người thân đó. Có thể là khi mà sống cạnh nhau người ta không quý những giờ giấc đó. Nhưng mà chỉ còn một 100 ngày lại thì để coi là cái người sắp ra đi, người ta làm gì cho những người ở lại, và người ở lại làm gì để níu kéo cái tình cảm cho một người sắp ra đi. Vì thế như, cho nên nó như có... vậy, ở trong đây em nhìn bây thấy cái poster. Bây giờ em hiểu được 100 ngày chưa? nhưng mà cái thứ quý vị, Quang Minh với ông Đại cũng xin muốn thưa rõ với quý vị là mặc dù có thế giới bên kia hay là cái thế giới hiện tại, tất cả cái đó là cái cớ để cho cái kịch bản nó hấp dẫn thôi. Nhưng mà chung quy Quang Minh Hồng Đào cũng muốn nên nói là về tình yêu. Tình yêu của cha mẹ đối với con cái, là chứng tỏ là cha mẹ thương con cái như thế nào và con cái phải thương cha mẹ như thế nào. Cái đó là cái quan trọng. Như vậy đó, theo em hiểu được á, cái vở kịch này là như vậy. Mình đừng có để xảy ra rồi mình phải hối hận. Mình tiếc đúng. Cho nên rằng là khi mà mình coi cái vở kịch này xong thì mình phải nên làm cái gì trước, khi là đừng có để rằng là ngày mai em mới làm, tomorrow never come. Cho nên mình làm được cái gì hôm nay thì mình làm. Cho nên khi mình coi qua vở kịch này, có thể là mình apply một cuộc sống nào đó, mình làm những cái gì nó thiết thực và gần gũi, giống như là ok, hứa thì làm liền. Mà nếu không làm được thì đừng hứa, đúng không ạ? Đúng. Thì như vậy thì em thấy trong cái poster trong đây thì em cũng thấy là có chị Ngọc Đăng Thanh. Thưa quý vị, là chị Ngọc Đăng Thanh sẽ thủ một cái vai là một bà ngoại. Thì
thương con mình, thương cháu ngoại mình. Dạ. Dạ, bà, tức là một bà ngoại, những bà mẹ ngày xưa từ thời từ Việt Nam qua tới Mỹ nè. Dạ. Tức là hy sinh cho chồng cho con từ Việt Nam rồi bao nhiêu biến cố rồi khổ cực. Đúng nghĩa đây. Là một bà ngoại Việt Dạ. Nam đó. Nhưng mà có lấy được nước mắt thì bảo đảm gì mà sẽ lấy được rất nhiều nước mắt. Dạ vâng. Em và chị nghe Ngọc Anh có cái tài đó. Dạ, dạ vâng. Nước mắt thứ nhất hai là chỉ mang những câu hò, những lời ru hồi xưa đã từng ru đứa con gái, bây giờ ru cho đứa cháu ngoại, thì tôi nghĩ là cái cảnh anh đó chị thì... anh chị đảm vai gì trong thì... cái vở kịch này thì... nói hết rồi sao cô Hồng Đào và không nói chút chút thôi, nói chút Hồng chút. Đào và Quang Minh sẽ đảm trách vai là Quang Minh là chồng, Hồng Đào là vợ. Tuy nhiên hai vợ chồng này không sẽ... chán ha anh hả? Không chán ở ngoài đời rồi, trong kịch cũng thì vậy luôn. Sao cứ vở kịch này phải có suy nghĩ khác. Thủ cái vai vợ chồng nhưng mà không bao giờ gặp nhau ở trong tất cả những cảnh. Là sao? Thì em biết là vợ chồng nhưng không bao giờ gặp nào. Nhưng mà Quang Minh là người chồng, tức là đóng vai Phúc thì coi như gặp tất cả những cô gái xung quanh nhưng mà không gặp vợ. Sướng dữ. Sao mà chị cho anh cái vai sướng dữ vậy? Gặp được trên sân khấu thôi. Quý vị, Nguyễn Hồng Nhung thì đóng vai gì trong này thưa anh? Nguyễn Hồng Nhung thì quý vị cũng biết rồi. Cô sẽ rất là duyên dáng, sẽ rất là duyên dáng trong khác cái vai trò trước này. khác cái vai trò trước Dạ. Thì cũng xin thưa quý vị là cái đặc biệt của ba kịch của Minh Hồng Đào là Quang Minh Hồng Đào thích mời ca sĩ đóng kịch. Và ca sĩ lần này nữa thì sẽ cũng giống như là những mối tình kỳ trước, sẽ hát nhưng mà hát theo nhân vật chứ không phải hát theo Nguyễn Hồng Nhung. Có nghĩa là thí dụ như Nguyễn Hồng Nhung sẽ đóng vai cô Nguyên Chi thì Nguyên Chi sẽ hát đúng cái cô Nguyễn Nhi, cô Nguyễn Nhi sẽ hát đúng cái tâm trạng của Nguyễn Nhi chứ không phải là nào. Dạ vâng. Còn em thấy có chú Bảo Quốc trong này thì vai trò của chú Bảo Quốc là đóng thì thường thường là nghệ sĩ Bảo Quốc đã đi tới, có nghĩa là mang lại tiếng cười cho quý vị khán giả. Nhưng lần này nghệ sĩ Bảo Quốc cũng sẽ lấy được giọt nước mắt của khán giả, bởi vì nghệ sĩ Bảo Quốc làm một cái trọng trách rất là quan trọng trong cái vở kịch này, là chỉ cần có một cái gật đầu của nghệ sĩ Bảo Quốc là toàn bộ cuộc đời của một người sẽ thay đổi. Nhưng mà em thấy ở đây em rất là mai anh chị là như vậy, tại vì theo em nhìn thấy là những cái vở kịch trước á, là tất cả các anh chị là toàn là ca nghệ sĩ, giống như là anh Nguyên Khang là ca sĩ, chị Diễm Liên, Nguyễn Hồng Nhung thì tất cả là ca sĩ. Mà tại sao mà anh chị nghĩ nhìn làm sao có một cái tiềm năng, làm sao mà anh chị lại nghĩ rằng họ có thể đóng kịch mà lôi vô để thành rồi rất là thành công cho vở kịch những mảnh kịch? Cái đó là cái nhìn của chị Hồng Đào. Thứ nhất là tại vì tất cả mọi ca sĩ ở đây họ đều quá quen với sân khấu rồi. Dạ vâng. Đó, họ quen với sân khấu, họ quen với ánh đèn. Chuyển qua kịch rất dễ hay không thưa chị? Thực sự cũng không dễ lắm. Dạ. Và thứ hai là khi mình thấy ngoài đời đó họ nói chuyện rất duyên dáng. Yeah. họ giàu trí tưởng tượng. Yeah, vâng. Thì từ đó mình nghĩ là có thể mình sẽ kết hợp lên sân khấu được. Tuy nhiên ca sĩ khác mà kịch sĩ nó khác. Yeah, vâng, đúng. Thì tụi này cũng phải có một thời gian cho nên đó là lý do mà em cũng rất là admire anh chị là có một cái nhìn biết không. Thường thường phải nói thẳng là tất cả các ca sĩ họ tham gia kịch đó, yeah, vâng, phải nói thẳng là họ đam mê lắm. Yeah, họ thích kịch, họ thích không có làm được. Dạ. Tại bằng chứng là trong cái thời gian tập kịch thì lúc trước tập kịch Nguyễn Hồng Nhung có nói với anh em một câu nữa, anh em công nhận là ca sĩ chúng em sướng thiệt, chỉ thuộc bài rồi lên hát rồi có dàn dựng múa này nọ hết rồi không cần tập nhiều. Dạ. Nhưng mà kịch không thì ngờ. Không ngờ kịch tập mấy tháng trời. Dạ, vâng. Rồi phải nuôi tâm trạng như thế nào rồi mới vô. Dạ, vâng. Cho nên tất cả mọi thứ là đây là cái lòng yêu mến của tất cả anh chị em nghệ sĩ. Dạ, vâng. Thì Quang Minh cũng hy vọng là quý vị khán giả đang theo dõi đài hay là các cô, các chú, các bác hãy đến với 100 ngày yêu này. Thì cái vở 100 ngày yêu là tới ngày 31 tháng 5 mới trình diễn, nhưng mà tụi chị đã tập một tháng nay rồi. Hồng Đào, Quang Minh và cùng với anh em nghệ sĩ đã tập một tháng nay rồi. Dạ vâng. Thì như quý vị đã thấy rằng là Quang Minh Hồng Đào đã có thưa là 100 ngày yêu. Thì nếu như quý vị nhưng mà vé bán ở đâu trước khi em ok. Dạ vâng. Quý vị. Giá thì bây giờ thú thiệt với quý vị là ở ngoài trung tâm Văn Sơn là cái số lượng vé nó đã hết rồi. Thì bây giờ chỉ còn lại trung tâm nhà sách Thúc Quỳnh hay là Bosa Ticket, quý vị mua online. Hay là quý vị có cần chi tiết gì xin quý vị liên lạc thẳng ngay ban tổ chức. Là ban tổ chức là Quang Minh là tự mình tự diễn luôn. Dạ vâng. Là 714-260-8654
để quý vị biết rõ thêm chi tiết. Dạ vâng, thì nếu mà như nếu quý vị, tại vì tụi anh biết được mà Rose là nơi đó cái ghế nó cũng rất là giới hạn, cho nên nếu như quý vị mà nhân dịp cũng sắp cũng lễ mẹ cũng tới và cũng tới đó, thì nếu như quý vị có mọi vấn đề mà mua vé đặt chỗ trước thì nên gọi sớm, tại vì tụi anh biết là rất là ít. Qua mình cũng xin thưa là quý vị là tại vì trong cái thời gian những bánh tin vừa rồi đó thì hết vé trước 3 tuần lễ. Yeah. Thì bọn mình cũng đã sorry là xưa hứa hẹn với quý vị là cái vở thứ hai, cho nên quảng cáo sớm hơn là cho quý vị hãy mau mua vé cho để không bị tình trạng giống như vừa rồi. Dạ vâng. Dạ vâng, thì cái vé cho em hỏi rất là nhanh là cái vé giá cả như thế nào thưa? Giá thì có 3 loại, loại thứ nhất là loại 175 và 50. Dạ. Nhưng mà bọn mình cũng xin thưa với quý vị là cái rạp Rose này là đặc biệt của cái rạp này là cái rạp họ thiết kế cho sân khấu kịch, cho nên cái rạp rất ấm cúng, ngồi hàng ghế nào cũng xem được hết. Hay là mua cái loại hạng nào 100 hay là 75, 50 cũng có thể coi được hết. Chỉ có điều là mình mua vé mắc hơn xíu thì được ngồi gần hơn tí thôi. Dạ. Nhưng mà tất cả cái rạp rất là ấm cúng, ngồi chỗ nào cũng có thể xem được. Dạ vâng, thì nếu như nếu quý vị có muốn đặt vé sớm thì gọi cho thẳng cho anh Quang Minh cái số là 714-260-8654 đúng không ạ? 260-8454. Ê, 260 và 260-8654. Dạ xin tại tụi anh lỡ đọc qua số của chị Hồng Đào. Cho nên anh Minh anh không cho ai gọi Hồng Đào cho anh. Dạ vâng, thì cái Rose Center Theater này nó nằm ngay khu vực thủ phủ của Lido Sài Gòn, là nằm sát bên cạnh tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thì quý vị cũng không có xa lạ gì hết. Dạ vâng, thì một lần nữa thì kính mong quý vị hãy ủng hộ cho cái vở kịch thứ hai này của nhóm kịch Quang Minh Hồng Đào. Mời anh chị gửi lời chào tới quý khán giả thưa anh. Dạ thưa, kính thưa dạ, rất cảm ơn quý vị khán giả đã có dành thời gian để nghe hai vợ chồng Quang Minh Hồng Đào tâm sự. Cảm ơn tụi anh. Dạ. Cảm ơn thầy Viên Lý đã có một chút xíu thời gian cho Quang Minh Hồng Đào được tâm sự với quý vị. Thì quý vị, thưa quý vị là quý vị nào đã ủng hộ những bản tình thì xin quý vị hãy ủng hộ vở kịch thứ nhì của Quang Minh Hồng Đào, đó là vở 100 ngày yêu, diễn ngày 31 tháng 5 với hai suất diễn là 2:30 và 7:30 tối tại Rose Center bên cạnh tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thưa quý vị, đến với 100 người yêu quý vị, đây là một món quà tặng cho mẹ mình, cho bà ngoại mình, cho con gái mình, cho chồng mình, cho vợ mình và cho bạn bè mình, và để khi coi về thì sẽ thấy yêu đời hơn, yêu những người thân của mình hơn. Rất là mong quý vị đến đầy đủ trong ngày 31 tháng 5. Em mời anh. Dạ, trước khi chia tay với lại quý vị thì cái điều trước tiên là mong mình xin phép được gửi lời chúc sức khỏe tới quý vị khán giả đang theo dõi đài, hay là các ông, các bà, các chú, các bác. Và xin hãy đến với 100 ngày yêu để thấy tất cả mọi người chúng ta đang ngồi xem là một cái hình ảnh gì đó trên sân khấu. Dạ vâng. Dạ, xin cảm ơn anh chị và sẽ mời anh chị vào những lần tới. Dạ. Dạ vâng, xin kính chào quý vị. Đã có bao giờ hạnh phúc gia đình của bạn đã đứng mong manh trên bờ vực thẳm, giờ bạn chỉ có 100 ngày thử thách để ngăn cản không cho người bạn đời của mình bị lôi kéo vào thế giới bên kia? Bà kịch Quang Minh Hồng Đào xin hân hạnh giới thiệu vở bi hài kịch 100 ngày yêu. Đã từng khóc và cười với những bánh tình thì không thể nào bỏ qua 100 ngày yêu, một bi hài kịch tâm lý tình cảm gia đình. 100 ngày yêu là vở trường kịch đầu tiên hải ngoại đưa khán giả vào cõi kỳ ảo của thế giới bên kia để thấy dù ở đâu hạnh phúc của gia đình vẫn là trên hết. 100 ngày yêu là thế giới có yêu hận. 100 ngày yêu là sự đảo lộn cười ra nước mắt. 100 ngày yêu đến với quý vị ở phần trình diễn của Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên, Ngọc Đan Thanh, Trang Thanh Lan, Hoàng Châu, Nguyên Khang, Bảo Quốc và Quang Minh Hồng Đào. 100 ngày yêu sẽ được trình diễn tại Đạp Rose Center ngày 31 tháng 5 với hai suất diễn 2:30 chiều và 7:30 tối. Quang Minh Hồng Đào kính mời.